thẫn thờ, sợ hãi và mong muốn sớm được trở về với gia đình là tâm lý chung của 4 nam lao động trẻ người dân tộc Sơ Đăng, quê xã Trà Cang, huyện Nam Trà My sau khi bị một đối tượng lạ lừa sang Trung Quốc. Trong đó có một lao động vẫn nằm ở độ tuổi trẻ em. Theo lời kể của các em, đầu tháng 3 năm 2018, một đối tượng tự giới thiệu tên Hoàng, quê tỉnh Thái Nguyên, đến xã Trà Cang để dụ dỗ các em đi lao động tại một doanh nghiệp ở Hà Nội với mức lương 6 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, thay vì được làm việc tại Hà Nội như cam kết, các em bị lừa đưa sang Trung Quốc và giao cho một người nước này. Vụ việc bị công an phía Trung Quốc phát hiện và đưa các em về lại Việt Nam. Tuy nhiên, trong số 6 trường hợp bị lừa, do đối tượng người Trung Quốc chia thành hai nhóm, nên chỉ có 4 em may mắn được giải cứu. Còn 2 trường hợp còn lại là Tá Cầu Vai, 18 tuổi, và Hồ Văn Diệp, 24 tuổi, hiện đã mất liên lạc. Tại Lạng Sơn là 12 giờ. Mới nghe tiếng Trung Quốc, bà kia, bà nói tiếng Trung Quốc. Họ gọi qua bên Trung Quốc, có người đi làm. Em mới hỏi lại ông Hoan đấy. Em hỏi, mình đi làm bên Trung Quốc hả anh? Ông nói, bây giờ ở Hà Nội họ nhận việc hết rồi, mình phải sang Trung Quốc mình làm thôi. Theo cán bộ Trung tâm Công tác Xã hội Quảng Nam, sau 4 ngày trung tâm tiếp nhận các em, hiện sức khỏe và tâm lý các em dần ổn định. Cán bộ của đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn và sớm làm các thủ tục để bàn giao các em về quê. Qua quá trình thăm vấn tư vấn thì cũng được biết là nhu cầu của các em là hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, nhà nghèo, con đông và các em có nguyện vọng là muốn học nghề thì trung tâm chúng tôi cũng đã kết nối để cho các em sắp tới là được học một cái nghề gì đó phù hợp với bản thân các em. Hiện Công an Quảng Nam đang nỗ lực điều tra, kết nối, làm việc với các đơn vị liên quan để tiếp tục tìm kiếm và đưa 2 trường hợp còn lại trở về Việt Nam. Vụ việc 6 lao động trẻ người Sơ Đăng, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My bị lừa đưa sang Trung Quốc là một thủ đoạn không mới của các đối tượng buôn bán người. Vì vậy, những gia đình và những lao động trẻ ở các huyện miền núi, người đồng bào thiểu số cần cảnh giác phòng tránh.